bạn, lần trước khi mình hướng dẫn các bạn hiệu ứng zoom kiểu mô phỏng bàn làm việc với hiệu ứng zoom in và zoom out vào các sổ tay trên bàn, thì nhiều bạn cũng rất hứng thú và yêu cầu mình hướng dẫn tiếp các kiểu hiệu ứng zoom còn lại là zoom bản đồ và zoom các miếng ghép của bảng điều khiển nội dung. Như bạn thấy, thay vì làm slide tổng hợp các đề mục của bài thuyết trình một cách đơn điệu, bạn có thể thiết kế mỗi phần nội dung là một miếng ghép hình với icon kiểu infographic. Bấm vào miếng ghép nào thì sẽ zoom in cận cảnh chuyển tới nội dung đó, rồi lại zoom out về bức tranh ghép toàn cảnh ban đầu. Do vậy, người nghe sẽ luôn nắm rõ được hệ thống và cấu trúc của bài trình bày. Đầu tiên, hãy mở file PowerPoint mà bạn cần thiết kế hiệu ứng lên. Ví dụ ở đây mình có bài PowerPoint đã có sẵn các slide nội dung. Giờ bạn sẽ chèn thêm một slide trống trên cùng để thiết kế slide trang chủ như thế này. Tiếp tục chỉ cần insert shape, vẽ các hình chữ nhật. Tùy nội dung bài trình bày có bao nhiêu phần hay bao nhiêu chương thì bạn vẽ bấy nhiêu hình chữ nhật. Đổ màu cho hình và sắp xếp cho giống một dashboard, bảng điều khiển số. Còn nếu bạn muốn biến các hình chữ nhật thành các miếng ghép giống ý tưởng này thì sao? Hãy phân tích nhé. Đặc trưng của miếng ghép hình là sẽ có cạnh liền mạch, hoặc là có cạnh bị khoét tròn lõm vào, hoặc là có cạnh bị lôi tròn ra. Để tạo phần lôi hay lõm đó của mảnh ghép, rất đơn giản thôi. Vào Insert, Shape, chọn vẽ một hình tròn nhỏ. Đặt ngẫu nhiên hình tròn lên cạnh nào muốn làm nó lồi hay lõm. Nếu muốn tạo cạnh có phần lõm tròn vào thì click chuột theo đúng thứ tự sau, click chọn hình chữ nhật rồi mới nhấn giữa Ctrl để click chọn tiếp hình tròn. Bấm vào thẻ Shape Format, chọn Merge Shape rồi chọn Subtract để khoét bỏ tạo phần lõm tròn vào. Còn nếu muốn tạo cạnh có phần tròn lồi ra, thì click chọn hình chữ nhật, rồi nhấn giữ Ctrl, click chọn tiếp hình tròn. Vào thẻ Format của Shape, chọn Merge Shape. Lúc này bạn sẽ chọn là Union để tạo phần lồi ra. Tương tự bạn thực hiện với các hình chữ nhật còn lại. Chỉ cần đặt hình tròn lên cạnh bất kỳ và tạo phần lõm với Subtract, tạo phần lồi với Union. Cuối cùng bạn sẽ có bức tranh toàn cảnh giới thiệu cấu trúc của bài với nhiều mảnh ghép nội dung. Chèn các hộp tiêu đề của từng phần và mỗi miếng ghép. Ở mỗi miếng ghép, chúng ta sẽ trang trí với một icon đại diện cho nội dung của phần đó. Ví dụ ở phần 1 là nội dung về các dữ liệu biểu đồ tròn. Mình sẽ copy luôn một hình biểu đồ về trang chủ, thu nhỏ nó lại, đặt ở miếng ghép này để làm đại diện cho nội dung phần 1. Hay ví dụ ở slide của phần 2, mình chọn hình biểu đồ cột, copy về mảnh ghép ở trang chủ, làm biểu tượng đại diện cho nội dung liên kết đến phần 2. Cứ chọn tương tự như vậy, bạn sẽ có giao diện slide trang chủ giống thế này. Tuy nhiên, nếu nội dung bài thuyết trình của bạn không có sẵn các biểu đồ, sơ đồ hay infographic để minh họa, chủ yếu toàn là chữ thôi, thế thì bạn có thể dùng các icon làm biểu tượng đại diện. Vào Insert, chọn Icon để mở thư viện biểu tượng có sẵn của PowerPoint. Xem và chọn bất kỳ icon nào, chèn vào slide, đổi màu icon hay màu nền lại tùy ý. Nếu không tìm được icon nào phù hợp với nội dung của bạn trong nguồn icon có sẵn của PowerPoint, thì bạn có thể tham khảo một số trang web chuyên về icon miễn phí mà mình gợi ý ở đây để tải về và sử dụng. Thế là tạm xong phần trang trí slide theo ý tưởng của hiệu ứng. Tiếp theo, việc các bạn cần làm đó là phân chia các slide nội dung đang có thành từng nhóm gọi là section. Ví dụ phần 1 gồm có slide 2, 3 và 4. Đưa con chó chuột vào giữa slide trang chủ số 1 và slide số 2. Bấm chuột phải chọn Add Section để phân cách. Bạn sẽ đặt tên cho section này là phần 1 để dễ quản lý. Hiện mình chỉ mới tạo 3 slide nội dung cho mỗi phần để làm minh họa vậy thôi. Đến đây là hết phần 1, vậy nên mình click chuột phải vào giữa hai slide này, chọn Add Section. Đặt tên section này là phần 2. Cứ tiếp tục như vậy, phân cách để tạo section cho phần 3, 4, 5,
6, vân vân. Giờ sau khi đã phân chia các section xong, bạn quay về slide trang chủ, chọn Insert, chọn Zoom và chọn Section Zoom. Nếu bạn chưa biết rõ tại sao lại chọn Section Zoom chứ không phải là Slide Zoom, thì hãy xem lại video hướng dẫn về hiệu ứng Zoom đầu tiên mình đã giải thích để hiểu hơn về cơ chế hoạt động của hiệu ứng nhé. Bạn tích chọn các section đã tạo và Insert chèn vào slide. Trong Zoom Border, chọn No Outline để xóa các đường khuôn viên. Lưu ý, đừng quên tích chọn vào Return to Zoom để sau khi trình chiếu hết các slide của từng section sẽ tự động quay về slide trang chủ. Sắp xếp các slide Zoom vào phần nội dung tương ứng. Đây được xem như hình ảnh đại diện cho liên kết chuyển đến mỗi section, và mặc định thì nó hiển thị theo slide đầu tiên trong section đó. Nếu bạn không thích thì hoàn toàn có thể đổi hình ảnh đại diện của slide Zoom bằng cách vào Zoom, chọn Change Image và đổi hình ảnh thay thế khác từ file có sẵn trên máy tính bằng từ khóa tìm kiếm online hay từ bộ icon biểu tượng có sẵn của PowerPoint. Tại sao mình chèn riêng icon từ đầu mà không để đến bước này mới chọn? Đó là vì như thế thì bạn chỉ để được màu icon mặc định màu đen chứ không đổi được màu khác. Hơn nữa, dùng icon có sẵn trong thư viện của PowerPoint thì cũng không phong phú lắm. Thật ra vì đã tự thiết kế rồi nên chúng ta không cần các slide zoom này hiển thị, nhưng vẫn cần giữ được liên kết zoom của nó. Phương án giải quyết đó là hãy tạo một slide zoom ẩn, invisible. Bạn vào Insert, vẽ một shape ngẫu nhiên, ở shape outline, tắt đường viền hình, no outline. Ở shape fill, chọn more fill color, tăng độ trong suốt, transparency lên thành 100%. Để có một hình khối trong suốt hoàn toàn thế này, click chuột phải vào hình, chọn Save as Picture, đặt tên cho nó là trong suốt hay Invisible, rồi chọn một thư mục trong máy tính để lưu lại. Rồi bây giờ để các slide zoom này được ẩn đi nhưng vẫn hoạt động được, thì bạn chọn Zoom, Change Image, chọn Form a File và chọn hình trong suốt bạn vừa lưu lúc nãy. Thế là giao diện slide zoom đã được ẩn. Bạn thao tác tương tự cho các slide zoom còn lại nhé. Vì các slide zoom đang trong suốt nên có thể thay đổi kích cỡ to nhỏ như thế nào cũng được. Giờ xem thử ở chế độ trình chiếu slide. Như bạn thấy, ta vẫn thực hiện được hiệu ứng zoom như bình thường. Bạn có thể áp dụng hiệu ứng zoom này với rất nhiều ý tưởng khác nhau. Chẳng hạn đây là các slide thuyết trình chủ đề địa lý với slide điều khiển là bản đồ thế giới. Bạn có thể chọn Insert, chọn Section Zoom. Trên các slide nội dung đã được chia thành các section theo từng châu lục. Với từng slide zoom đã chèn vào, nhớ vào Zoom Border, chọn No Outline xóa đường viền khung. Click chọn chế độ Return to Zoom. Tiếp tục vào Change Image, thay đổi hình từ file có sẵn trong máy tính và chọn file hình ẩn Invisible đã lưu như ví dụ lúc nãy. Sau khi làm trong suốt các slide zoom còn lại theo các thao tác vừa hướng dẫn, chúng ta sẽ có hiệu ứng như thế này. Bấm vào châu lục nào trên bản đồ thế giới sẽ được zoom in chuyển đến nội dung cụ thể của châu lục đó. Giới thiệu xong thì lại zoom out quay về slide bản đồ thế giới, rồi zoom in sang châu lục khác. Như bạn thấy, còn rất nhiều ý tưởng khác, ví dụ như với các slide về quy trình, cấu trúc, giới thiệu thành viên v.v. mà bạn có thể áp dụng hiệu ứng zoom để khiến nội dung trình bày không những sinh động mà còn mang tính hệ thống, dễ theo dõi hơn cho người xem. Hãy thử và áp dụng nhé! Chúc các bạn thành công! Xin chào và hẹn gặp lại!